Sao Tí xíu rồi. sao sao rồi Không phải, ý tôi nói là vậy. cái này nó sao nó tốt quá vậy? Ây da, được chưa? Bắt con cũng bay được mấy con này. Rồi. Đừng để xéo lại tôi ăn nó. Chào đi, chào tao, chào tao, chào mọi người đi. Hello. Mọi người có nghe rõ không mọi người? Không, cái này chưa ai lên mà. Từ tôi ta trả lời mình. Ok, hey, chào mọi người. Rất là vui gặp bạn Hiền tại Sài Gòn. Và nơi đây là Hồ Con Rùa. Đó. Mình ngồi nghe một cái quán nghe cà phê gian đường. Maison de Fleur. Maison de Fleur. Là cái nhà của những cái bông hoa, nhà của những bông hoa. Mà đi bông hoa đâu không thấy mà thấy toàn là được rửa không. Mà dân ở đây sướng thấy mẹ luôn. Dân ở đây sáng ra uống cà phê, cà pháo rồi ngồi bàn chuyện và ăn rồi rung ra trên trời. Đá gì đâu. Nhỏ lớn tôi ở thành phố này nhỏ lớn hôm nay mới được ra đây ngồi lần tôi biết lần thứ nhì á. Lần thứ nhì ra đây được ngồi uống cà phê này. Mới lần trước, có lần trước thì cũng lần ngồi đâu bên anh đây. Đang chờ một ông bạn này là ông này cũng là bác sĩ Tuấn của ở bên California, cũng đang hẹn gặp lại tại đây. Thành ra tụi mình trong lúc chờ đợi thì livestream giao lưu với anh em trong nước cho nó vui, anh em con cháu rồi đó. Đây là nó hồi nói gì thì nói, ông bạn già thì các người biết quá rồi phải không? À. Tôi ngồi ngay đây là trước mặt mình là cái 1965 thôi. Năm đó mình 13 tuổi không? Cầu 13 tuổi là nhiều kỷ niệm. Năm đó mình 13 tuổi, năm 1965 mình học ở trường Nguyễn Trãi thế này. Đây thế này. Cái có buổi hôm đó cái mình... Có nghe rõ không mọi người? Má không có nào nói, không có nào trả lời. Chào thử thứ nhất nè. Chào thứ nhất. Mới nói tôi sao về Việt Nam sao im thế, im lặng vô tuyến. Cái này là, cái ổng là long thể bất an. Nói sao bạn về không thứ nhất nó hỏi tôi tại sao tôi trốn vậy, nói tại trốn bệnh. Tội lắm hai nhà, tội lắm. Ổng gọi hú hú, tao tuốt cái gì thu đức thằng chạy lên. Tao hỏi đường, hỏi xá, hỏi tụng lum ta la trên trời, hỏi từ đó lên đây hỏi khoảng chục lần. Đường nào tới tôi thắng, đường nào tới 3 tháng 2. Má đúng là mấy già thì từng đi lâu rồi, xong đi về quên mẹ nó ráo. Không phải, nó thay đổi quá anh. Thành phố mình, trời ơi. Hả? Chào anh. Rồi, chào không? Ok. Chào anh. Uống cà phê rồi. Chào anh. Mới về. Rồi, chú về lâu rồi, uống cà phê. Mình ngồi uống đi cà phê. Ngồi đây đi con. Ngồi đi chơi uống đi cà phê, ta cho nhau ngồi đây chơi. Ngồi đây chơi. Ngồi đây chơi. Con ở đâu à? Con ở lại. Dạ. Con ở đâu? Con ở Đồng Nai. Vậy? Thế à? Dạ. Thì cũng biết hai chú. Thế à? Biết lâu rồi. Thế là hai ông già này về nước. Bữa nay tự nhiên đi ăn đấy thấy. Đó là thấy chú thấy để cái máy cái nhìn biết qua. Là... Cũng chơi trời ơi anh em tôi hẹn nhau hẹn hò nhau mà từ bên Mỹ là mấy chục năm rồi bây giờ mới gặp nhau rồi. Còn mới gặp tới gặp mưa hoài mới lại gặp được hên quá mừng quá. Vừa thấy chú đăng là ở ngoài Hà Nội gì đó mà. Hôm nay á hả? Ừ, tối nay nó mới về. Mới đi về. Thấy bố chút Lào rồi. Trời đủ thứ. Rồi xong rồi cũng nhậu nhẹ cũng bày hay lắm đâu. Ai già mà rồi về đây là coi như rồi xuống lỗ rồi có nhiêu quậy nhiêu phải không? Sắp đợt này chú ở lại tới Tết hả? Không, chú không sắp chưa đi rồi nhưng mà đi sau ông này đi trước. À dạ. Và anh đi trước. Anh nói là đi đi mẹ ghê nghe ghê bỏ mẹ anh ông đi. đi mẹ Mỹ. Ông nói ông đi rồi đó thì mình ngồi cho hàng xóm mình được ông nói ông đi rồi là mình ông là ông đi mất rồi đi đi rồi không đi biệt tạm biệt đó mà theo ý khác á đúng rồi ông ra là hỏi ý khác anh em mình biết với nhau là tại sao chọn ở đây tại vì cái Hồ Con Rùa đối với các bác này là già rồi cũng nhiều kỷ niệm từ lúc sơ sinh từ biến động thời cuộc rồi những cái mà nó tập trung ở đây hết cha ngay chỗ này hay cái gì mà trai gái hẹn nhau cũng ở đây nữa đây mà chỗ này là biến động à, ngày xưa hả chú ngày xưa là biến động ngày xưa là năm 1965 là tôi lúc 13 tuổi nhá
chưa có học. Quên rồi, nãy nhắc lại cái mọi người nghe rõ không, hay là hai thằng khùng rồi nói chuyện hồi câm như hết đi. Chú đang live stream hả? Ừ. Kệ lại live để cho báo cáo là hiện giờ gặp được bạn. Bây giờ đã tới. Bây giờ đã tới rồi. Còn... anh bình bình yên và hạnh phúc. Đúng rồi. Không bị cảnh sát bắt. Đâu qua chạy hai ông chạy chạy cực kiều chạy biết rõ luôn, đâu biết gì đâu. Tại vì bây giờ á cái thằng bố mình á, đa số là nó làm một chiều. Nó không, nó không có làm hai chiều nữa, là một chiều. Thành ra nhiều khi mình đi mình không biết gì là mình bò. Đúng rồi. Trời, không, mình ở cái chung cư Hà Đô đấy. Chu cha là tao nói mình ở trên đó mình nhìn xuống mình nhìn thấy là xe nhiều hơn người. Đúng rồi. Xe nhưng nhiều mà, hơn nhưng người. Nhưng mà nó có cái hay chỗ này, anh thấy chỗ này là anh thấy giống như nơi mà giống như là khi mà bồ tan tầm bồ ti làm về nó đen kịt người. Mà nhưng mà nó không ai đụng nào làm chứ trời ơi, không bị đụng xe mà không bị accident, không bị va chạm mới là hay. Nó chạy veo luật bỏ xã hội cũng luật lệ hay, mà hay. Luật lệ giao bằng mồm với nhau, luật lệ mà trên đường phố nó rất là hay, tức là mình coi mình đi mình coi người ta coi mình, mà thật sự là như vậy đó. Đi khỏe chứ anh không, mà mình về đến đây đó, cái Sài Gòn mình, cái thành phố mình như vậy là thật sự là rất là mình. Trời ơi, đang live thì anh bạn bác sĩ Tuấn gọi. Còn được không mọi người? Còn được không? Nó tương tự như cái số điện thoại của anh. Chưa? Không tới rồi, không ra đi kiếm. Anh em mình luôn máy này. Ủa, máy này ghê hả? Dân vlog này đang quay. Okay. Chị chuyên môn làm cái việc. Nhưng mà cái này đâu có thấy hình ảnh gì đâu. Nhưng mà nó quay. Nó quay hả? Nó quay ở đây nó nhỏ thôi. Nhỏ xíu hả? À. Thôi được. Ok. Rồi. Okay. Ok, không sao đâu. Có. Mình là người từ đường phố ấy. Xã hội đường phố. Kê gặp lại. Đây. Ui trời, trời ơi. Ui trời ơi. Trời ơi, con kê ông. Trời ơi, thiệt. Ngồi đây. Trời. Anh Tuấn. Tôi đang livestream. Trời, bà đi sao hớt tóc đẹp quá vậy? Trời, sao đẹp. Mọi người mình được đây. Ngồi đây giới thiệu luôn. Ui sao vậy ta? Mình ngồi đây chơi với anh 11 giờ mình đi rồi. Nhưng mà đi rồi, okay. Sao đâu? Thì vậy thôi, thì giờ mỗi người không có nhiều. Ngồi rửa đi ở đường Trần Đạo, cả mấy bạn đó. Trời ơi, ngày hôm qua tôi đi ngang cái bệnh viện Bình Dân của anh. Bình Dân là tôi. Mình ở ngay cái bệnh viện Bình Dân anh. Chu cha cái người đâu mà cái bệnh nhân mà nó tràn ra ngoài đường á. Cái giải thương, sợ thiệt đó. Đây nó trở thành như giống như quan giả. Ai nô, tức là cái người nó tràn. Đà Nẵng nó chạy còn kỷ luật chút ở đây. Đúng rồi, Đà Nẵng ngon lắm ạ. Nhưng mà tôi nói nghe nè, coi vậy chứ mà nó không có kỷ luật, nó là dân trí, là nó có cái luật riêng của nó. Giờ kêu cái cà phê. Để từ từ kêu. Ô dạ, chào ông. Ôi trời ơi. Cầm. Đây bác sĩ Tuấn, California. Đây cũng là San Jose. Rồi San Jose ta ở San Diego sếp à. San Diego. San Diego. Mẹ tôi thế này mặt mũi sáng sủa thế này. Cầm là mi nó thiệt à. Những người mặt mũi sáng sủa tôi không có ở San Jose. Đúng rồi, những người mặt mũi sáng sủa như chúng mình không có ở San Jose. Để kêu cà phê. Kê chị nào đi. Dạ gì đó. Chị mốt đi rồi, mốt ra Đà Nẵng lại. Mốt ra Đà Nẵng lại. À, nhưng mà Trần này về bến. Giờ 19 mới về. 19 mới về. Này ra không? Từ Mỹ về mời các bạn tâm sự lúc 12 giờ trưa mai thứ ba này. Đó, thành ra mình phải lo đến trước nó 12 giờ đó. Tức phường 1 quận 5 hả? Phường 5. Quận 5. Quận 5 phường 1. Ở đâu vậy? Không biết, đường Trần Đạo á. Mà ai mời anh mời hả? Không, thì nhắn tin một cái mấy đứa kia nó hội lại đó. Dạ hả? Hội lại đó. Hả? Mình hội lại đó tâm sự chuyện cũ mà. Chứ học hành. Anh Tết, hồi đó năm 1963, 65 này. Mình học trường Nguyễn Trãi cho này nè. Năm 13 tuổi cái vô trường Dược Khoa này, nghe mình sinh viên. Đây không, trường Lược.
Trường Lục. Trường Lục. Trường Lục bên kia. Thôi ôi, Trường Lục đây này, Trường Dược ở phía dưới. Không, Trường Dược mãi sau này rồi, bây giờ dưới kia. Cái Trường Dược mãi sau này rồi. Hồi đó năm 65 mà anh. Thì là tôi vô đây, tôi nghe mấy sinh viên đó, đây là cái trường trường gì, cái trường kiến trúc ở đâu dưới này. Kiến trúc dưới. Giờ đó, thì luật bên này, cái nó qua bên này. Hội thảo chứ, mấy cô con trai 13 tuổi. Cây này, tôi nhớ kỷ niệm của tôi, các ngày mà 34 á. Ok. 24 tháng 5 á, thì tôi về, tôi ra chỗ này, thì tôi gặp hai ông. Hai ông là một ông là đại đội trưởng của tôi. Ông là coi quân quý, chiến tranh chính trị của tiêu là. Ba ông rất thương tôi lắm, quen đó bạn. Ra đây ba anh em thay đổi sinh viên hết rồi, coi tan hàng rồi mà chưa có kêu định diễn. Mất cả 3 tháng 5 gặp cái góc này chỗ kia kìa, mà hồi xưa không về đâu, bèo kèo lắm, siêu kèo. Ba ông ngồi đứng ra hút thuốc phì ba. Trung quý tính về tính sau, cả nói đủ mẻ giờ này, Trung quý đủ, chết chửi đủ. Ôi, cười lắm, ba anh em vui lắm, rồi vẫn theo cái thế. Cái lối cũ của mình á, vừa giao thoa ra bên núi vẫn kêu mình đường, ê đại quý sao giờ tức sao đây, rồi con bác người chết mẹ tiếu đồ chửi đủ mấy giờ này mà còn trung với quý được quá tiếu đồ nhớ hoài. Anh ở bên cộng sự đứng xấu hả anh kia? Hả? Anh ở khu cộng sự đứng xấu hả? Mình nói chuyện anh đó ơi, mình... đây mình cho nói... đi cà phê em. Rất là vui các bạn. Nói chuyện đó thì ông phải ốp cái này nha. Hả? À, đúng rồi. Sao? Nói cái chuyện ấy giờ bây giờ mình ốp đi. Đừng có nói. Không sao chứ. Không. Không quan trọng là không đâu. Nói chuyện về quân khu 7 là gì đó mình ốp cái này đi, đừng có đây là kỷ niệm mà. Không, kỷ niệm thì tới gặp nhau là kỷ niệm rồi. Hôm nay. À. Thì bây giờ muốn nói đi, ông muốn nói gì ông nói. Okay. Đó, giờ ông nói cái là chuyện vui buồn của cái thời kỷ niệm cũ. Ngày xưa mà cặp bồ cặp đào á, thì cậu lại dẫn ra đây. Đúng rồi. Anh thấy không, cái khu này nó có gì. Ở phía sau này có cái đường gì ta, cái đường gì mà. Mà hai me mà hai bên mà rồi thậm chí là nhà. Con đường không, đây là thơ đúng tất nhiên này, con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Buổi chiều gì đó. Uống ly chín đường, uống môi em ngầu. Đúng rồi. Thì tôi cũng lấy đâu cái con đoạn này nè. Cái khúc này là nó yên lặng ấy. Đó là cuộc đường dược của con. Còn Nguyễn Tất Nhiên thì làm cái bài người từ trăm năm về ngang Trường Luật. Đây nè. Sữa đá thì uống trà đá, còn sữa nóng thì uống trà nóng. Cảm ơn anh. Ta hỏng tú tài, ta hỏng cả tình yêu. Đó. Đau lòng ta muốn khóc. Ngày hôm qua mình đi qua bên khu Thảo Điền này, chủ trà cái thành phố ta là nó quá trời rồi. Tôi đi người đâu mà cái thành phố mà nó bự khổng lồ ấy. Tôi đi bên có người bà con bên bả ở bên gì à, quen chỗ nào gần Thảo Điền cái chỗ gì đó. Nó gọi là cái khu Phú Mỹ Hưng. Ok, trời ơi, đẹp quá. Nó vợ tôi. Bà thấy cái nhà mà 3 tầng cũng đẹp. Cái 2 tỷ, 4 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 4 tỷ, 20 tỷ, 20 tỷ, 20 tỷ, 20 tỷ, 20 tỷ lần triệu, cỡ khoảng 1 đô. Anh đi xuống đường người, Giáp A, nó có cái đường tên là đường gì, Phan Văn Trị, Phan Văn Trị. Nó có nguyên một khu là building, mà nó sơn màu trắng không, cực kỳ đẹp luôn, mà hầu như là rất là lớn. Cái gọi là cái gì, cái chỗ đó cái gì xanh xanh á, ông giờ bây giờ mình nói sơ sơ không á, mình có mấy cái quan sát quan điểm như vậy nè, mình đi từ Bắc vô Đà Nẵng đến Công Nam rồi, hiểu không, đi Phú Quốc, nói chung á mình có cái nhìn như vậy nè, tổng quát á, mình nói một câu rồi,
đúng cái nền hòa bình nó mới là cái sự đó, an đó, bình đó, cái, đó. Cái sự an bình còn cái chuyện mà sinh hoạt trong xã hội á, cái không xã hội á là nó có sự tiêu cực, có cái sự chạy vận hành á là đó mâu thuẫn của con người với nhau làm ăn, cho nên nó phát sinh ra cái chuyện đó thôi. Không phải người cũng là vì làm ăn, ở đâu cũng vậy, con người phải làm ăn, làm ăn cho nên nó có những cái sự mâu thuẫn, có những cái này nhét nhát có không, xe cộ nó có nhét nhát, nhưng mà nói chung á, nói về mặt là chung á, mặt chung á là nền hòa bình, chính cái nền hòa bình nó mới đưa lại tạo ra một tạo ra cái sức sống và cái sức sống mạnh liệt của một cái thể chế mà dân chúng á, họ có khí chất để họ làm ăn, đúng, có cái họ nghĩ là hòa bình không đánh nhau, cho nên họ đâu có trốn, đúng không, cho nên chính vì vậy xông ra xã hội rõ ràng làm ăn. Và khi mà xông ra xã hội có phải đua tranh, có va chạm, cái chuyện đó mình thấy rõ ràng, thấy rõ ràng đó. Cái chuyện vặt anh cứ mình cứ nhìn thấy cái giá trị của bất động sản mà nó lên thì khủng khiếp luôn. Chỉ có khi nào mà người ta tin tưởng vào cái nền hòa bình thành thử đất, bất động sản nó mới lên, chứ đương nhiên rồi, không đánh nhau là rồi mày nó bắn nó trốn bằng tao để cho như tầng gì đó, anh cứ Ukraine nữa, giờ dân bên Mỹ nha, Mỹ giờ bán đồng ai thì mua cái đất đó, thằng em tôi đánh nhau như vậy, chú em của tôi chú mua một cái đất nghe các bạn nghe chưa, chú em của mình Ukraine bây giờ bán một đồng người ta không thèm mua nữa. Nói như vậy để các con hiểu rằng ôm một cái đất nước mà yên ổn về chính trị, ôm yên ổn về hòa bình, yên ổn về vấn đề mặt mà có tiếng nói rất là cao trên cái chính trường quốc tế, đó là Liên Hiệp Quốc, thì đất nước mình Việt Nam là tuyệt vời. Còn cái chuyện mà như anh Tuấn nói, cái chuyện mình làm ăn xích bít cãi và nói chuyện trong bài xã hội là cái chuyện không tránh khỏi, mà không như không đất nước nào mà cũng bị cả. Cái chuyện nó xoan mình chỉ nói về mặt bằng chung, mình mới thấy là người dân bây giờ họ sung sướng lắm anh. Tôi nói là sung sướng lắm. Tôi nói nghe nè. Thì tất nhiên là trong cái xã hội á, thì nó có nhiều thành phần, có thành phần sướng. Đúng rồi. Thì khổ cực. Chứ mình nói tất cả mọi người đều sướng không phải. Không đúng. Cũng có thành phần khổ cực kiếm tiền, cũng gian khổ nó mới kiếm được. Nhưng mà cái đây là cái mặt, đó là cái mặt bình thường của bất cứ xã hội nào cũng vậy. Lúc nào cũng phải có sinh tồn đấu tranh mà sinh sống. Nhưng mà dù sao đi nữa, họ nhìn trước là có cái nền hòa bình bảo đảm họ mới sinh sống được, mới sinh tồn được. Ví dụ như bây giờ như Ukraine, dân chúng làm gì mà có ngồi đường là đi làm đi rồi, chỉ toàn là tránh bom tránh đạn không, anh không, nhà cửa thì nát bấy bè, có cái gì nắng. Tôi hay tôi tương đoán nếu mà hòa bình lập lại Ukraine 50 năm sau, 50 năm sau nó trở lại bình thường, trở lại như cũ. Không phải anh, cái nội cái hạ tầng cơ sở nó quỷ mẹ nó hết ráo rồi, nó nát bấy như cơm sườn. Không mà mình đi đó, mình cái lần này đó, lần này mình về mình thấy là cái Sài Gòn, cái Việt Nam thay đổi cách toàn diện cho mình. Đúng rồi, là chẳng ơn cho mình, có hay với anh, có cái tôi đi từ Nam tới Bắc rồi, nó không có quá cao, có nghĩa là chỗ phát triển này phát triển kia, nó làm như bằng nào. Anh nói cái đó mình thằng cao và thằng thấp, mình nói vậy này, mình nói về cái đô thị á, Việt Nam á, thì những đô thị lớn á, nó cũng là một cái nền tảng của xe cộ đông đúc rồi, thì lúc nào cũng có. Nhưng mà hồi xưa chế độ cũ á, cái cơ sở hạ tầng của nông thôn á, nó kém vô cùng. Mình nghe cái câu mà Pleiku má đỏ môi hồng, đi dăm 3 phút trở về chốn cũ, tức là đi con tí, tức là nó nhỏ quá đi. Bây giờ á, mình mới thấy Pleiku thì tôi chưa đi tới, nhưng mà nói chung là tôi đi những cái thành phố ở ngoài Bắc, Hưng Yên rồi, tôi thấy cũng rất là phồn thịnh, rất rõ ràng. Không, mà nông thôn đó hầu như là được điện khí hóa đi. Đó nè. Không, là một cái ưu điểm. Cái thứ hai, cái dùng nghe nói dùng cao, dùng tiền bắc cao dùng cũng có, cũng có internet, cũng có đó. Điện đường. Không, điện khí hóa là cái quan trọng nhất thôi. Cái điện khí hóa nó mới cơ bản, nó mới làm được cái gì nữa cũng làm trên cái điện hóa hết đó. Ví dụ như anh có điện thì anh mới phát triển computer, mới cái phone, đúng rồi. Còn không có điện thì mẹ đang giàu. Mình đi đi ra Hà Giang đó. Đây này bây giờ mình nói tổng quát là mình đi kỳ này đó, mình cứ để ý mấy cái bảng hiệu mà đường phố. Thì trên cái bảng hiệu đó thấy không? Về thương mại ha. Sang chừng à. Không phải, nhưng mà nếu mà trên bảng hiệu đó mà có một cái chữ mà không phải chữ Việt Nam thì là chữ Mỹ. À,
tức là nếu mà trên cái bảng hiệu đó English mà có thêm một cái chữ gì mà không phải là chữ Việt Nam thì chữ đó là chữ mình thấy là chỉ trong vòng 20 năm tức là cái văn hóa của Mỹ bản nó vô là nó vô vậy rất là mạnh mà nó vô được mạnh như vậy là tại vì người dân họ rất là nhạy cảm về cái vấn đề mà cái gì có lợi cho họ, tức là mình thấy rõ ràng nên là mình đi cái thành phố này rất là cái thành mình đi là lâu thì là lâu mình đi nhìn thấy một công chữ Pháp như là thằng cha này đó là Maison de Fleur, tức là một công chữ Pháp, một cái tiệm có tiếng Pháp đầu tiên mình thấy. Bên ở ngoài Bắc có những cái công trình, có những cái building ấy mà nó có còn lại một vài cái chữ Pháp mà để lại, chứ còn trên cái trên cái bảng hiệu mà về thương mại không nhìn thấy chữ Tây. Ông đó anh đó là theo quan điểm, theo anh em nhận xét riêng tôi á, tôi cho có một cái nhận xét gì cái người ở Sài Gòn tôi đi hai buổi nhạc, tôi có đi nghe hai buổi nhạc thì họ hoài niệm cái cũ cái xưa, nhưng mà cái hoài niệm của họ nằm vào trong bóng tối của cái gì đó, cái bóng của văn hóa Pháp mà cái văn hóa Mỹ hầu như không có. Đó là cái hoài niệm của những buổi hội nhạc đó. Họ hát những cái bản ví dụ như là Mùa thu Paris đó, hoặc là nhớ về Sài Gòn, nhưng mà nhớ có kiểu giống như cái người cái văn hóa Pháp, bởi vì văn hóa Pháp nó lâu đời hơn cái văn cái chiến tranh do Mỹ tạo ra, chiến tranh của Mỹ, cái văn hóa của nó vội vã, đúng không, xô bồ nhanh nhẹn, nó không đủ về cái trình độ mà thơ văn để mà nó ảnh hưởng mạnh như cái đời sống Sài Gòn. Đến bây giờ là coi như gần 40 năm là coi như người gần 60 năm á, người Pháp đã rời khỏi nước Việt Nam, nhưng mà nó còn ảnh hưởng và ảnh hưởng thương mại. Bây giờ ta nói này lên Đà Lạt thì có một cái này đúng rồi, anh nói nó đúng. Anh lên Đà Lạt anh vào quán cà phê Tùng thì bây giờ nó vẫn hát pha nhạc Pháp đúng rồi, mà mang toàn bài những cái bài mà của Thanh Lang hồi xưa đó, những bài nhạc Pháp không. Thì cái hàng quán quay cà phê Tùng nó vẫn hoài niệm, ý đó là một cá nhân thôi, nhưng mà quán cà phê Tùng nó vẫn thể hiện một cái là nó vẫn có một cái gì đó, nó vẫn còn cái văn hóa của Pháp đó. Nó ảnh hưởng mạnh lắm chứ không phải không đâu. Tôi coi cái này nó gây dịch, nó gây gì đó, một cái trạp phòng trà nó đề là gì đó Sài Gòn nỗi nhớ, không thì trong đó là hầu như là nó hát những bản nhạc về của Pháp nhiều hơn là của Mỹ. Nó không có một những bản nhạc nào mà của Mỹ trong trọng hết đó, hoặc là của những người mà đi qua Mỹ làm, ví dụ như những bản như Trần Quảng Nam hay gì đó, thì nó cũng chỉ là sơ đẳng thôi, còn mấy bản gì thơ như thơ Nguyên Sa nói về Paris Mùa Thu Ơi chẳng hạn, Paris Dệt Mộng Tình Si là mình thấy đó là ảnh hưởng của nó, có phản phất đó là gì đó một cái gì nỗi nhớ, bởi vì hình như á cái văn hóa của Pháp cái thời đó nó ảnh hưởng Sài Gòn rất là đậm, thì bởi vậy lâu quá hơn trăm năm rồi và nó có tính cách, nó cũng gọi là cái nền văn hóa cao nhất của Âu Châu, đúng không? Còn khi mà người Mỹ tới trong vòng 20 năm á, 20 năm, 21 năm mà tới ảnh hưởng ở Sài Gòn, người Mỹ tới cái nó nặng vào cái sức mạnh và cái chinh chiến đánh nhau nặng quá đi, và quân sự quá, cho nên không có cái gì mà nó tồn tại. Khi mà nó biến mất hoàn toàn, nó không có tồn tại. Tức như là nói một cách hôm nay là anh đi tới cũng vội vã, tối mà anh trốn cũng vội vã. Thế nhưng là vậy, đơn giản vậy thôi. Anh đánh nhau á. Công nhận cái văn hóa của mình Mỹ là nó vội vàng lắm, nó vội vàng nhưng nó có chỉ giờ cái người Mỹ là, đây là nó cái đơn giản mình nói về cái âm nhạc xíu. Anh nhớ kỳ năm 1972 á, năm 1971, 1972, 1973 thì ở nhớ Thảo Cầm Viên họ hai từ nó hay tổ chức là hội trẻ, anh nhớ chàng BBC rồi những Dreamer đại khái vậy đó. Nhưng một thoáng thôi à, đúng một thoáng thôi mất tiêu luôn, nhanh mất tiêu và biến mất 45 này, hơn 45 năm này cái văn hóa nó biến mất tới bây giờ. Mà bây giờ mình vẫn nghe những cái bài nhạc Pháp vẫn có, chứ hay là
gì là ba măng rồi mấy cái bài ấy, mấy con nhỏ mà ca chữ Pháp á, tôi không muốn nó bị đánh như là phân xoa đi rồi phân xoa ha đi hoặc là phân xoa sa găng mấy rồi rồi mấy đứa nó Adamo để kia anh thấy rồi nào nó vẫn còn ngay bây giờ người ta vẫn còn nghe nhưng mà hàng văn hóa Mỹ là biến mất tiêu luôn văn hóa Mỹ là nhất biến mất bởi vì tới cũng lẹ mà ra đi cũng lẹ và hầu như hiện giờ á tuổi trẻ Việt Nam á thì ở Sài Gòn á tôi không biết ở Hà Nội thì ít tiếp xúc nhưng ở Sài Gòn thì tôi tiếp xúc với nhiều người thì nó nằm trong cái văn hóa Mỹ vụn vã cái văn hóa đúng rồi cái gì cái văn hóa của bên Mỹ họ mặc dù họ thích người Mỹ nhưng mà cái nằm trong cái văn hóa vụn vã nó không có cái chiều sâu đúng rồi không có cho nên nếu mà 1-2 năm mà nó biến mất thì nó sẽ biến mất hoàn toàn luôn anh cảm thấy không đúng rồi thành ra tôi nghĩ là nói chung á tuổi trẻ Việt Nam á nên chọn một cái hướng đi khác hơn một chút chứ còn nếu mà không chọn theo mà cái hướng đi của Mỹ á mất được cái căn cước của dân tộc à, theo tôi hiểu á trời tôi tiếp xúc với bộ trẻ rất là nhiều ở những năm tháng tôi về đây mấy tháng tôi về đây mới nói một câu là bộ trẻ Việt Nam giờ năng động lắm mà năng động đúng năng động và nó có một cái chất xám rất là rõ ràng bởi vì sao nó có học trường lớp rồi nó có bằng cấp nó bài bản mà cái đa số là... mà đa số bây giờ tụi nó rất là giỏi chứ nó không có kiểu đông như cái thế hệ của mình thế hệ của mình mới lại đúng ra thì cái giỏi ở đâu cũng giỏi ở xứ nào cũng giỏi tuổi trẻ về năng động xứ nào cũng là tuổi trẻ năng động hết đều đi tới mục đích nhưng mà cái ở Sài Gòn á tôi thấy nó cái tuổi trẻ nó vì năng động và nó chấp nhận những cái mới quá vội vã cho nên nó không có sàng lọc không có sàng lọc lúc đó nó có nghĩa là nó vẫn có những cái bị vấp ngã đó nó đưa đến là Việt Nam á nó sẽ nó tương lai như vậy á mà nó không có một cái sự hướng dẫn rõ ràng mà trong đó có những cái giáo dục Việt Nam mà hướng dẫn cho kỹ thì văn hóa Việt Nam cái căn cước người Việt sẽ bị mai một mình đó là cái ủng hộ kê đúng không chứ không phải mà còn về lễ anh hơi bi quan quá tôi không nghĩ nổi gì đâu bởi vì hiện giờ cái giới trẻ Việt Nam á nó một cách khác á là họ đang lo kiếm tiền tiền là trên sách họ bàn chính trị đó nó không bàn chính trị chính trị thì mình không nói đấy chính trị thì mình đề cập được bởi này mình đề cập đến văn hóa thôi văn hóa và đời sống thì bởi vì nó năng động mà nó dễ tiếp thu cái mới mà nó lại quên cái căn cước cái cũ có những căn cước phải nên chịu sàng lọc trở lại không và cái này là đúng ra về vấn đề văn hóa ở Sài Gòn tôi nhận xét thôi là nó hơi thiên về Tây phương quá nặng cái điều đó nó cũng đánh mất cái căn cước người ở miền Bắc thì nó sâu sắc hơn nó ít hơn nó sâu sắc và nó vẫn còn giữ lại truyền thống rất là nặng đậm bản chất người Bắc cho nên người Sài Gòn người miền Nam mình á năng động hơn chấp nhận cái mới nhiều hơn đó là cái nhận xét của mình. Rồi, okay. Mà nói chung là phải nhớ nói một câu này nè, nhất là do nền hòa bình, thứ hai cũng do toàn dân ác cùng nhau xây dựng đất nước này chính xác, không thể nào một người mà làm được hay là năm người, bảy người làm được, phải như là một trăm người đồng cùng đồng sẽ có đi, có những người nhưng mà phải nói rằng nó chỉ làm chậm chứ nó không có làm không có mấy tuần mấy tuần nó có làm chậm thì nó gì thì ngoài làm chậm vậy mình thấy cái dịch văn hóa về nông thôn Việt Nam mình bây giờ tôi thấy đời sống nông thôn Việt Nam mình rất là được nhiều văn hóa phải bắt được tung ra là các bạn và từ đó có năng lượng tức là có điện lực mới có năng lượng thì nó mới đẩy tất cả ngành ra đi lên
xây luôn, xây luôn nhà máy luôn, phải dùng điện, đúng không? Anh computer này cũng phải có cái điện, đúng không? Muốn làm cái gì cũng phải có điện, phát triển kỹ nghệ cũng phải nhà máy có điện, có năng lượng, năng lực, có cái power, mấy cái bạn có power thì nó mới làm được một chuyện. Không có cái lực thì không thể nào làm được. Chú Cầm ơi, dạ, cho con chào chú Cầm và chào chú mà vừa rồi chia sẻ đó. Có thể là cho con chia sẻ về cái phía cạnh mà vừa rồi chú nói về cái thế hệ trẻ so sánh giữa. Biết nó lên mà nó không nói gì trơn, trời trời. Dạ, không biết có nghe không vậy chú Cầm? Hello. Hello. Không biết có nghe gì trơn vậy. Hello. Không nghe vậy. Không nghe vậy. Không. Đó là hai cái thứ ba thì mình phải nói vậy. Mình phải nói là Việt Nam ấy, một cái chính quyền nó ổn định về chính trị, chính trị nhân ổn định về chính trị á, mà nó huy động được toàn dân làm cái việc xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó cũng nhét nhát, nó mang, nhưng mà có cái nó vượt qua, có cái nó vẫn còn nhét nhát. Mình phải làm ư anh, cuộc đời mình làm đó. Quý, bạn cái gì, 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 bạn cái g
mà cái tiền của người ta người ta nhập thì tôi nghĩ là tại vì bây giờ người ta làm có tiền không lo thì người ta tiêu, chứ còn nếu mà người ta lo đó, nếu mà người ta lo đó là người ta tiền. Bây giờ mình nhìn cái sức lên của Hello, chú Trầm. Dạ, không biết chú có nghe con nói rõ mà. Hồ ở Hà Đô 3 năm trước 80 mét vuông. Hello. Hello. Cái này bao nhiêu tiền nó dồn nó hết chứ không có gì cả. Chú có nghe con nói rõ không? Đúng. 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 Chú có nghe con nói rõ không? Hình như có rồi đó. Nếu mà kiểm soát được như vậy, chứ còn nó tăng kiểu phương mạc ấy. Như giàu thì càng ngày càng giàu tăng, mở được mấy cò đất, mấy cái hàng đồ giá. Tôi thấy là cái là tình trạng tôi nghe đưa tiền quyền lực thật, mà động cơ thật tử. Tôi thấy là như là bây giờ đó là họ cũng, có những cái nơi nào đó họ xây đó thì họ phải để ra một số đơn vị làm để. Thì dĩ nhiên là không đủ đâu, nhưng mà đại khái là có thể làm phải đây cho tiền cho có một căn nhà hai căn nhà cùng thằng nào ba bốn căn nhà lại tính thuế à bởi sao ấy thì ok chúng tôi ra không có khả năng được. Cùng mà bây giờ là thương văn sách được bao lãm ấy không được, phải đánh cái bất động sản của những người nào. Ví dụ như bây giờ đầu tiên nè, những người nào giữ trên đang căn nhà thì phải đánh thuế, rồi 2-3 năm nữa người nào trên 50 căn là phải đánh thuế đó, mình phải giảm dần như vậy á. Đánh thuế thôi, cái tôi gọi là cái thuế bất động sản, cái tài sản như vậy á, để cho cái giá trị của tài sản không tăng khi mà không anh đến cái tiền không anh cái tiền mà khi mà nó dư ra đây thì nó chỉ có hai nơi nó vô thôi, một đó là nó vô tiền stock, hai là nó vô thì cái tiền nó dư đó. Chứng khoán mà nó không lên thì là đất nó lên. Đất nó lên thì là chứng khoán, mà đất nó xuống thì chứng khoán. Cái vấn đề mình nói ra không phải là vấn đề lên giá hay là không lên giá. Cái vấn đề là sao? Dân sinh đó, mình còn chưa thì có cơ hội. Thì bây giờ tiền đó, phải lấy những bất động sản. Ví dụ người nào giữ 100 căn nhà là trên là phải đánh thuế. Anh đánh thuế chứng khoán mại sản anh. Đánh như vậy á, có tiền làm cái an sinh cho đất nước. Chứ còn bây giờ biểu nhân an sinh rất là thấp. Anh không đời sống như vậy, ví dụ như vấn đề cải tiến, ví dụ đường xá cũng phải các khi này đủ để lấy tiền từ bà ông bất động sản ra mà làm không chứ còn lấy tiền đâu dân đâu có gì, nhà nước cũng đâu có ok đồng. Thì ba già này nói chuyện phím thì xạo điện thầu lao chẳng có chạm nhập gì cả. Thôi nha, mình off cái like này nha mọi người. Ha. Là mình cũng có khi nói một câu rồi nè. Đất nước á, đúng là cũng nhờ lèo lái của chính quyền này á, họ đủ bản lĩnh và khôn khéo để tránh gây cuộc chiến. Nó tức hay là đưa đến cái ổn định hòa bình, mà cái ổn là mấu chốt của kinh tế. Sống. Tôi muốn chốt của cuộc sống được có nhiều kinh tế, giáo dục, văn hóa. Nhưng mà ổn định đầu tiên là phải không gây chiến, không đưa đất nước vào cái chuyện chiến tranh một cách vô lý. Như Ukraine đây là các bạn bài học Ukraine đó. Xin giới thiệu mọi người, đây là bác sĩ Tuấn, California. Đây là anh chàng Peter Phượng, bạn của tôi. Rồi, anh có thể offline đi. Rồi, như vậy, mình khen cái phần của chính quyền. Rồi, ok anh. Hay quá à.